Sự khác biệt giữa sàn gỗ nhựa và thanh đa năng gỗ nhựa. Nhìn qua hai tấm này thì chắc hẳn ai cũng nghĩ đây là cùng một loại vật liệu gỗ nhựa ngoài trời phải không ạ? Tuy nhiên nếu nhìn kỹ ra và nhìn theo nhiều góc cạnh khác thì chúng ta thấy chúng hoàn toàn khác nhau, cũng như là được ứng dụng ở những vị trí cũng hoàn toàn khác nhau. Đây là thanh đa năng gỗ nhựa, còn đây là sàn gỗ nhựa ngoài trời. Vậy chúng có gì khác nhau? Chúng ta hãy cùng Hồng Thơm tìm hiểu ngay sau đây nhé! Sàn gỗ nhựa ngoài trời với độ dày là 2,5cm được thiết kế rỗng ở phía bên trong. Điều này thì sẽ giúp tiết kiệm chi phí vật tư. Và thiết kế ở hai bên rãnh của sàn gỗ sẽ có những cái khe hẹp nhỏ như này. Và mục đích là khi thi công, các anh thợ sẽ đưa những con ke nhựa vào rãnh hẹp này để cố định sàn và hệ khung xương ở phía bên dưới. Ứng dụng chủ yếu của sàn gỗ nhựa là để lát sàn cho các công trình ngoài trời với độ chịu lực tốt, nên đảm bảo sự chắc chắn và tuổi thọ cao cho công trình. Còn đây là thanh đa năng gỗ nhựa, chỉ có độ dày là 1 đến 1,1cm, khá là mỏng. Do vậy mà được thiết kế đặc ruột. Và thiết kế của thanh đa năng thì rất là đơn giản, không có hệ thống hẹp khóa xung quanh. Mục đích của việc làm này là để giúp cho thanh đa năng trở nên linh động, để ứng dụng trong nhiều hạng mục công trình khác nhau. Chúng ta có thể ốp liền tấm hoặc là tách tấm đều được, mà không hề làm ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ của công trình. Với sự linh động trong thiết kế của thanh đa năng mà vật liệu này có thể ứng dụng ở nhiều công trình khác nhau, từ ốp tường, ốp trần, ốp biên bảng, hàng rào, bàn ghế, bồn hoa hay vật dụng trang trí trong gia đình. Do vậy, trước khi đưa các sản phẩm này vào phân phối trên thị trường thì nhà sản xuất cũng phải khảo sát, tìm hiểu và nghiên cứu dựa vào nhu cầu của mỗi khách hàng. Và nếu anh chị mình có nhu cầu muốn trang trí, deco lại bất kỳ vị trí hay hạng mục nào trong gia đình mình thì đừng ngần ngại, hãy inbox trực tiếp cho Hobby để được đại lý của bên em tư vấn và hỗ trợ mình lựa chọn được vật tư sao cho phù hợp nhất nhé. Một lần nữa, anh chị hãy ấn nút đăng ký kênh Hobby Việt Nam để ủng hộ Hồng Thơm và Hobby nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.